Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới 2021-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản số 1846 về thực hiện một số biện pháp chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện nghiêm các khoản thu theo quy định. Cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập không tăng mức học phí, giữ ổn định như năm học 2020-2021, các hoạt động dạy học trực tuyến phải căn cứ công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tính toán mức thu hợp lý theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa nhà trường và gia đình, đảm bảo công khai, minh bạch. Bên cạnh các chính sách miễn giảm học phí theo quy định, có thể huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thêm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.